Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách bật Unicay trên máy tính Nếu mà máy tính của bạn chưa bật Unicay Thì chúng ta không thể nào mà gọi tiếng Việt được Ví dụ như đây Máy tính của tôi á Tôi chưa bật Unicay Thì ban đầu á Tôi không thể nào mà gọi tiếng Việt được bạn thấy không Lúc này á Khi tôi chưa bật cây Thì tôi không thể nào mà gọi tiếng Việt được Vậy làm sao để chúng ta có thể là Bật Unicay trên máy tính Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ ra màn hình desktop của máy tính tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng Unicode và các bạn bấm đúp chuột vào thì lúc này á nó sẽ xuất hiện thông báo là Unicode rồi ở bàn mã các bạn chúng ta sẽ chọn là Unicode còn kiểu gõ các bạn chúng ta sẽ chọn là Latin sau đó đây các bạn bấm vào đóng thì lúc này á Unicode nó sẽ được mở lên và lúc này á các bạn chúng ta có thể là gọi tiếng Việt Lưu ý nha, nếu mà Unicay đã được bật lên Mà nó có chữ e N thế này á Tức là nó đã tắt đi nha Các bạn chúng ta sẽ bấm vào nó một lần nữa Để cho nó xuất hiện chữ V như thế này Thì chúng ta mới gọi được tiếng Việt Rồi bây giờ tôi sẽ gõ thử tiếng Việt nha Ở đây tôi sẽ gõ là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Đó, lúc này á, khi tôi bật Unicay lên rồi Máy tính của tôi đã gõ được tiếng Việt rồi còn nếu mà các bạn chúng ta ra màn hình desktop của máy tính mà chúng ta không thấy biểu tượng Unicode thì đây á, các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm rồi ở đây tôi sẽ thoát Unicode ra nhớ nha các bạn chúng ta không thấy biểu tượng Unicode ở màn hình desktop của máy tính thì các bạn chúng ta sẽ vào thanh tìm kiếm sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ tìm kiếm là Unicode rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ bấm đúp chuột vào nó để chúng ta mở lên đó, thì lúc này á nó cũng được kích hoạt. Còn đối với Win 7 á các bạn chúng ta sẽ bấm vào nút Star. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ nhập nội dung là unikai để chúng ta tìm unikai Còn đối với Win 10 á các bạn chúng ta sẽ chọn vào thanh tìm kiếm nó nằm phía dưới bên góc bên trái ở đây. Các bạn chọn vào. Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ nhập unikai để chúng ta kích hoạt unikai lên. Rồi, còn nếu mà các bạn chúng ta làm hai cách trên đó mà vẫn không thấy biểu tượng cây ở đâu thì chứng tỏ là máy tính của bạn chưa cài cây. Nếu mà máy tính của bạn chưa cài cây á thì các bạn chúng ta lên YouTube. Các bạn chúng ta nhập từ khóa là cách cài cây. Sau đó ở đây, các bạn chúng ta sẽ tham khảo video của tôi. Ở đây á, tôi có hướng dẫn hai video hướng dẫn cho bạn cách cài cây này. Nhớ nha, các bạn tìm tới kênh là Kiến thức tin học. Rồi các bạn kéo xuống dưới đó, video này là video mới nhất của tôi Hướng dẫn cho các bạn cách cài Unicay Đó các bạn chúng ta sẽ vào video này Để các bạn chúng ta biết cách để cài Unicay về máy tính Rồi để tránh trường hợp Mỗi lần các bạn chúng ta bật máy tính lên Mà chưa có Unicay á Thì các bạn chúng ta sẽ tiến hành là Thiết lập cho nó Để cho nó khởi động cùng với Windows Thì ở đây á các bạn chúng ta sẽ Nhấn đúp chuột vào nó này Sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào mở rộng Tiếp theo đây Các bạn để ý ở dòng hệ thống Nó có 3 tùy chọn Ở đây các bạn chúng ta sẽ lần lượt tích chọn vào ba tùy chọn Thứ nhất là Bật hội thoại này khi khởi động Thứ hai là khởi động cùng với Windows Tức là khi máy tính của bạn khởi động lên UKDK á Nó cũng khởi động theo Và lúc này á Nó sẽ xuất hiện hộp thoại như thế này Và các bạn bấm vào đóng Thì lúc này á Nó đã được mở lên Thay vì Chúng ta mỗi lần mở máy tính lên Chúng ta chọn vào như cây để mở thì lúc này á, chúng ta chọn vào các tình chọn lúc nãy á thì Juniper cây nó sẽ khởi động cùng máy tính luôn. Đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách bật Juniper cây trên máy tính. Nếu thấy video hay hiểu ích thì bạn đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn đã theo dõi.